Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có hai cây mai này mình chăm từ hôm năm qua. Thấy hôm nay là nó ngày hôm nay ngày 23 ngày đưa ông táo về trời rồi các bạn. Thì hôm nay là nó bung vỏ trấu rất nhiều, bung ra hết rồi nè các bạn. Cái này là chắc kịp chơi Tết luôn. Hai cây rồi các bạn. Hai cây này trong năm vừa rồi á, thì tháng 3 âm lịch á, mình có mua nó. Lúc đó mình mua có một cặp này là 700 các bạn. Cái này là mai cúc nha các bạn nhé. Không, mình mua có nhỏ xíu à, mình mua nó nhỏ mà vừa rồi mình chăm cho nó. Mình cũng theo cách các nhà vườn người ta chỉ, người ta chăm cho nó làm sao mình cũng chăm. Nó phát triển tốt rồi các bạn. Thì ngày hôm qua là mình mới xịt thuốc cho nó nữa. Mấy cái này là mình phải xịt thuốc cho nó nha các bạn nhé. Rồi đến khoảng chừng 28 hay 29 gì á, mình pha thuốc thuốc sâu á, loáng loáng rồi mình xịt cho nó thêm một lần nữa. Chứ còn nếu mấy cái này mấy lần trước mình cũng có biết rồi, là mình không xịt thuốc cho nó là nó ăn sâu á các bạn, nó ăn từ ở trong nụ nó ăn ra các bạn, nó phá ghê lắm, không còn lá nữa nó ăn tới nụ ghê lắm. Thử ra thì hôm mùng năm mình đã xịt thuốc cho nó rồi, thì hôm qua là 22 mình cũng vẫn đã xịt thuốc cho nó thêm một lần nữa, rồi khoảng 28 29 gì á pha loãng thuốc xịt cho nó ngừa nó thêm lần nữa nha các bạn nhé. Hôm nay mình thấy nó phát triển tốt, ngày hôm nay 23 mà nụ nó bung ra như vậy là ok rồi các bạn. Cây này nó nhỏ nhỏ mà nó cũng nhiều nụ lắm, mini thì cứ mỗi một cái nút của nó là nó ra là một cái nút của nó rồi các bạn. Đây một cái là nó như vậy. Đó, một cái nút nữa nó như vậy nè các bạn, thì nó sẽ trổ ra, nó bung vỏ lụa ra, nó sẽ ra là 2 4 6 cái bông. Nó cứ mỗi một một nút là nó ra từ 4 đến 5 đến 6 cái bông nha các bạn nhé. Thử ra lúc mà nó nở nó bung vỏ trấu ra thì nhìn cái cây nó rất là nhiều bông đó các bạn. Mình chơi xứ xứ chứ thì cũng phải có một hai cây mai chơi ngày Tết nha các bạn nhé. Thì các bạn cũng tham khảo mà những cái nhà vườn người ta chia sẻ cách chăm sóc á. Mình chăm một cây hai cây để những ngày Tết mình có cây mai mình chơi truyền thống ngày Tết nha các bạn. Thì mấy cây sứ á, thì nó ra bông quanh năm. Đó, còn cái mai này thì một năm chỉ có một lần mà nó ngày Tết là nó ra thôi, mà ngày Tết nó không ra là buồn lắm các bạn ạ. Thì mình chăm làm sao mà để cho nó ngày Tết đó nó có bông như vậy thì vui lắm. Mấy cái này nụ của nó ra nó không phải như là mấy cái cây khác đâu các bạn ạ. Nụ nó ra từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 nó đã ra rồi, nó nằm nó cứ chờ đợi khi nào mà bứt lá hay là lá nó bị mình vô tình mình quên mình không tưới các bạn, lá nó rụng á thì bắt đầu là nó sẽ bung bung nụ ra, nó ra bông. Còn không thì thôi, nó cứ nếu mà các bạn chăm sóc lá nó mà không rụng mà lá nó vẫn xanh tốt á thì nó cứ nằm nó chờ hoài nha các bạn, chứ nó không như mấy cái nụ khác nó có từ lúc bắt đầu nó ra tim hoa rồi lúc nó trổ là bao nhiêu ngày. Chứ còn thật sự ra là những cái có cái cây mai này đặc biệt cái là nó chăm làm sao đừng nó để nó rụng lá, thì cái nút nụ của nó cứ nằm nó chờ hoài đó, nó chờ khi nào mà lá mình bứt lá nó bắt đầu là nó mới, mới, mới từ từ bắt đầu nó mới bung ra nó trổ bông nha các bạn nhé. Thì Tết năm nay mình cũng được hai cây mai con này mình chơi. Cái mai này cũng là mai ghép rồi các bạn.
mà lúc mà người ta ghép từ nhỏ dưới này nè, giờ nó liền cốt rồi đó, mai ghép nói chung là cũng khó chăm lắm. Nhưng mà mình theo cách các nhà vườn người ta chỉ đa dẫn đó, thì mình chăm thì thấy nó được như vậy là cũng là một cái thành quả rất mừng. Để ngày Tết mình có những cái cây mai đẹp mình trưng. À, đây là hai cây mai của mình nha các bạn nhé. Đó, mình cũng quay lên để mình khoe với các bạn xem cho vui. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn nhé.